Dạ vâng, sau đây thì em test cái đôi loa Onkyo có mã là V3A cho anh Luận ở, Quảng Trị Quảng Bình thì em vừa quên mất địa chỉ rồi. Có đôi số điện thoại là 7468 nhá. Đây loa của mình đây. Đấy của em quay rất là kỹ rồi. Đây nhá. Đây phía sau của loa đây. Đấy, V3A nhá. Đấy. Sau đây em sẽ test từng chiếc một cho mình nhá. Đây hình thức của loa đây. Đấy. Em sẽ test loa bên phải trước này. Em sẽ đây loa bên phải đây nhá. Đấy, em sẽ đưa bát vào bát loa này. Đấy bát đánh rất là mạnh luôn nhá. Đấy ngoài nghe được tiếng bát thì anh còn nhìn thấy là bát đánh rung bát luôn nhá. Đấy bát ok nhá. Em sẽ giảm âm bát để đưa âm tép vào tép loa này. Còn lại mây đen răng mở khắp lối như màu hoang hơn in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu. Đấy tép rất là sáng nhá. Đấy bát ok, tép ok của loa phải nhá. Sau đây em sẽ chuyển sang tép loa trái bên này cho mình. Đấy. Đấy em sẽ để tiếng tép trước nhá. Đấy. Trong ai bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình tan trường về hẹn nhau. Đấy tép rất là rõ luôn nhá. Đấy tép ok này, em sẽ giảm một tép để đưa bác vào bát loa nhá. Vậy mưa rơi nhiều chiều bờ phơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh ngồi sao giận người lặng lối tôi đi đi tìm quá khứ. Đấy bát ok nhá. Đấy bát tiếp ok nhá. Sau đây em sẽ trở về hai loa để anh nghe một đoạn chiết âm này. Xưa đâu còn và dùng nhan thoại tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa diệu hiền còn lại mấy đêm răng mở khắp lối như màu hoang hơn in sâu lòng phố phường. Đấy dạ vâng nhá, ok nhá, em test rất là kỹ luôn. Loa trái, loa phải, đường bát, đường tép đều hoạt động ok hết. Sau đây thì em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh Luận đã quan tâm mặt hàng em. Kính chúc anh luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.